Chị Hương ơi, Tinh Hương, là chú cá cỏ ở đâu? Rồi bả từ đâu mới nhảy ra? Từ trong nào? Tôi còn để cái bao tôi cỏ tôi chưa quấn cỏ nữa kìa. Cái bao cỏ của tôi. Bữa nãy thấy bả nằm đây nè. Thì đó. Thấy bả nằm bả đưa cái đít qua đây nè. Vậy hả? Rồi con mới hết hồn, con chạy, con tính chú làm chuyện gì đó với bả con mới chạy. Con dí vô chú. Cái bao tôi, cái ổ tôi còn đây nè. Bây giờ sao đây? Nè mới nãy thấy nằm đây nè cả nhà. Bây giờ không có nó rồi. Bây giờ chắc tôi đi về tôi cắt cỏ chú ơi. Chú đưa tôi cái liềm đi. Không được đâu à. Chú dạy tôi. À chú đứng đó, chú đừng lại gần tôi. Bây giờ người không thấy ở đâu, có mình chú ở đây à. Tôi là người đàng hoàng. Tôi không có làm gì sai hết. Đây là tôi cắt cỏ. Không, con biết chú là không có làm gì sai rồi. Nhưng mà ở đây có con với chú với một người mất tích, đúng không? Ở đây mới nãy bà nằm ở đây vậy nè, đúng không? Bây giờ bà mất tích đâu rồi, con phải là lên báo công an chứ lỡ có chuyện gì rồi sao? Ông đưa cái liềm đây. Không à, bây giờ con không biết chú tốt cỡ nào, lỡ có gì chú mổ con rồi sao? Thôi, chú đi, con đi lên công an luôn. Con với chú đi lên công an luôn. Bây giờ con nói với chú như vậy nè, bây giờ chú là người tốt đúng không? Con biết chú là người tốt rồi, nhưng mà con phải đề phòng cái bản thân con. Cái thứ hai á, là con với chú là hai người đàn ông, mình phải quan tâm cho người phụ nữ chứ. Bây giờ tự nhiên bà mất tích, mình phải lên báo công an chứ. Đúng không? Đi, hai chú cháu mình đi. Rồi chú ra cắt cỏ mày đây lâu chưa? Tôi ra đây hồi lúc đầu giờ. Con thấy cái đống cỏ đó sao chú không lấy theo? Con thấy cái đống cỏ đó sao chú không lấy theo? Tôi thấy cái vụ việc này tôi cũng muốn đi để làm sáng cỏ đi. Hết chừng cắt cỏ luôn à. Hết tinh thần rồi. Bây giờ tôi nói với ông cũng đâu có tin đâu. Không phải con không tin chú, con cũng tin chú chứ. Nó làm ghê lắm. Mà chú nói thử coi. Chú ngồi đây à, chú cháu mình nói thử coi. Bả làm sao mà ghê. Hồi nãy á tôi đi vô trong đó thì tôi cứ nghĩ là bình thường như hàng ngày. Tôi nghĩ là con bò thôi. Tôi nghĩ là sọc sẹt con bò thôi. Tôi vừa tới xong rồi nó ôm tôi, nó siết cổ tôi, nó giật tôi xuống, nó cắn tôi. Nó ôm tôi, nó siết tôi. Bà con mắt đỏ là sao? Con mắt bà đâu có đỏ. Không, nó đỏ lắm. Nó đỏ giống như là y như con mắt người ta bị nhậm mà nó còn hơn nữa. Mà cái miệng? Cái miệng đỏ chét à. Gì kỳ vậy ta? Bà đâu có xăm môi, cái miệng bà đen mà. Không, miệng đỏ chét à, màu đỏ kiểu ghê lắm. Mà tấn công chú rồi làm cái hành động là ôm chú. Mà con hỏi là chú, con với chú là đàn ông với nhau à. Con hỏi chú là ôm cái dạng là sàm sỡ hay là ôm cái dạng... Đúng rồi. Ôm cái kiểu mà giống như là sàm sỡ, giống như ôm siết tôi lại vậy đó. Ôm siết thì đâu phải là sàm sỡ. Không, cái này cái kiểu này kỳ lắm, giống như là một con người khác chứ không phải là nó ghê lắm. À, chú có tiếp xúc với cô Hương này lần nào chưa? Chưa, tôi chỉ thấy rồi, tôi dòm thôi, tôi không có tiếp xúc nữa. À. Tôi cũng sợ cái điều đó lắm. Con hỏi thăm chú gì là để tránh cái tình huống là con cũng muốn tìm hiểu cái sự việc chứ tới lên tới công an á là lên phía cơ quan chức năng á là mình không có được quay phim. Đúng rồi. Ok, vậy đi chú ha. Mình không có làm gì sai, mình đâu có sợ đâu. Đúng rồi. Con với chú đâu có ai làm gì sai đâu. Đi tranh thủ anh ơi. Nhỏ tiếng thôi. Ô, cái bà này có vẻ như giống thất tình hay sao á. Sao nãy nó đi bằng hướng gì mà nó đi ra đây vậy? Mới nãy anh thấy ở đằng kia mà đúng không? Đúng rồi. Đâu, anh chạy lên nói chuyện với bà đi. Tự nhiên, tụi ông đi. Anh sợ bà hay gì? Không, đúng rồi. Nãy tôi thấy nó con mắt nó đỏ chét, cái miệng nó sợ tôi nói tôi không đi. Thôi em không dám đâu. Đi. Anh đã tiếp.
Ủa chị Hương chị làm gì đây chị Hương? Đúng rồi. Dạ. Chị làm gì đây vậy? Em ngủ trưa vậy sao thấy nhức đầu á, tự nhiên em giật mình vậy, thấy em nằm đâu đằng kia, lầm đằng kia kìa, xong rồi em đi bộ ra đây. À, sao chứ? Chị nói lại lần nữa giúp em. Dạ. Em ngủ trưa mà sao tự nhiên em giật mình vậy, rồi em thấy em nằm ở đằng cái lầm kia, xong rồi em đi bộ ra đây. Cái môi đỏ thì không? Chị xây cái mặt qua giúp em á. Hồi nãy con mắt đỏ chết luôn. Ồ, rồi dép guốc chị đâu? Không biết dục đâu. Ủa chị Hương, rồi chị ngủ vậy chị thấy chị ngủ ở đâu? Ngủ đằng cái lầm đẳng. Rồi sao mà nãy giờ em cũng đi cái đường này em kiếm chị mà không thấy đâu hết á? Xong rồi em tỉnh dậy rồi em đi lại đây nè. À, rồi ngồi ở đây thẫn thờ là đang suy nghĩ vấn đề gì? Suy nghĩ nhức đầu quá ngồi. À, rồi cái chuyện mới nãy giờ á, nó xảy ra cũng khá ly kỳ á. Nó là một cái câu chuyện khá ly kỳ á, mà chị có nắm được là cái điều gì mới vừa diễn ra trong đó chị không? Chị có từng tiếp cận gì với ai không? Em ngủ trưa mà chuyện gì? À, là có nghĩa là chị không biết là có chuyện gì xảy ra đúng không? Dạ. Ồ, chúa trời, cái trường hợp này là như thế nào cả nha? À, có một cái tình huống gì đó kỳ lạ giữa chị Hương và cái chú cắt cỏ ở đây. À, rồi, hiểu rồi. Em hiểu vấn đề rồi. À, chú ngồi đây giúp con. Chú ngồi kế bên đây nè, giúp con. À, là... Bây giờ chú nói thiệt đi, sao mà ngày nào chú cũng qua bên đây cắt cỏ mà trong khi nhà chú tuốt bên vườn tràm bên kia? Tại vì ở bên đây, cỏ bên đây là nó xanh tốt, với lại nó cỏ sữa nhiều. À, ở đây tôi cắt cỏ. À, tôi thật sự là tôi chỉ chưa nói chuyện với cô Hương này lần nào hết á. Mà có thầm thương chậm nhớ người ta không mà từ phía bên kia qua đây cắt cỏ trời? Không, phải không. Có một vấn đề như vậy chứ. Không, cỏ bên đây tôi tốt thôi chứ tôi không. Hồi bữa chú nói là chị Hương ngon lắm là sao? Ngon là chỉ là mình chỉ nói theo cái cách đàn ông mình nhìn thấy tướng tá phụ nữ thôi. Còn cái vấn đề mà chuyện kia thì tôi không có nghĩ tới. À, chú có gia đình vợ con gì chưa? Tôi có rồi. À, lẽ nào là trong câu chuyện này có một cái sự việc nó mà chị nằm ở đó làm gì? Em không tin là một cái giấc mơ như vậy đâu. Em không có tin cái sự việc như vậy đâu. Em không biết đâu, tự nhiên em ngủ trưa mà sao em giật mình vậy, em thấy em nằm đó chứ em cũng đâu có đi ra đó ngủ. Nhưng mà em không có tin cái sự việc mà chị mới kể, nhưng mà ở đây có hai người, một người đàn ông và một cái người phụ nữ. Mà em mới nãy em lại em thấy chị nằm dài đó là thế nào cũng có chuyện giữa hai người thôi. Em đâu biết ông này đâu, thấy em cắt cỏ ở đây mới làm thôi. Bây giờ cái sự việc rành ra như vậy cả cộng đồng ai cũng thấy hết rồi, làm sao mà chối cãi được. Hai người có yêu thương nhau á thì dẫn nhau về nhà hay là kiếm một cái căn phòng trọ nào ở chứ để chị ấy ở nơi quan du như thế này cũng không tốt đâu anh ơi. Không, tôi không có làm gì đâu mà tôi lại như vậy. Tôi đi cắt cỏ mà. Với hồi nãy tôi vô là tôi thấy cô Hương này nhìn ghê lắm. Tự nhiên cái ôm cổ tôi giật tôi xuống rồi cắn tôi. Rồi cái lúc đó con mắt bả nhìn đỏ y như là hai cục lửa vậy đó. Rồi tôi mới bỏ, tôi chạy, tôi mới gặp chú đó. À, dạ. Ủa, cái mặt chị sao đen thui vậy? Cái vết này giống vết lọ quá. Ủa, chị đi đường nào mà dính những cái vết lọ như thế này trời? Không biết. À, là chị anh này có cái mối tình cảm như thế nào? Có cái sự quan hệ tình cảm? Có biết ông này đâu, thấy ông này đi cắt cỏ đây 20 lần thôi à. Vậy có nghĩa là hai người chưa yêu đương gì nhau đúng không? Có nói chuyện với ổng lần nào đâu. Đúng rồi. À, tôi cũng đâu chưa có nói chuyện với cô này lần nào đâu. Em mới nãy em thấy chị ở gần đó nằm đưa cái đít lên hết hồn luôn. Em mới chạy theo ổng, tính ổng là một cái nhân vật nào đó gây hại cho chị nên mà mới dí theo.
dí theo thì thấy ông không chạy nữa, ông ngồi y đó với cái liềm. Ủa bây giờ cái tình huống vậy rồi sao trời, làm sao chúng ta có thể giải thích được cái hiện tượng mà sao mà chị la chị nằm ngủ rồi chị tỉnh dậy chị ở đằng kia là sao? Em cũng không biết sao mà em ra đó em ngủ luôn á. À chứ lúc đầu tiên là mình ngủ đâu mình nhớ không? Lúc nào ngủ trong cái lều em á. À vậy là chị có bị mộng du? Mà chị có bị có nghe mẹ hay là con cái ở nhà ở quê nói là mình có bị mộng du không? À rồi có khi nào mà chị ở quê chị mộng du rồi chị làm này làm kia với cha dượng rồi xấu hổ bỏ đi đúng không? Không có. Đâu có. Được rồi. À, em thực sự mà nói em tâm sự với chị luôn, cái sự việc nó mới vừa diễn ra nó trôi qua thì em cũng chưa biết cái sự việc nó như thế nào và cái lời nói như thế nào gọi là chính xác. Nhưng mà hiện tại thấy cái cảnh con gái, con nứa mà phiêu dạt trôi dạt ở một cái nơi như thế này đó cũng không cầm lòng được. Bên phía cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cũng muốn là giúp cho một cái chỗ ở, kiếm một cái công ăn việc làm. Ê, chú ơi. À, dạ, chú nói gì? Tôi đi cắt cỏ trước nha. Bây giờ tôi đi về luôn, tôi không cắt nữa. Chú cắt đi, con đâu có làm gì đâu. Tôi bỏ luôn, tôi không có vô đây nữa đâu. Cắt đi, thỉnh thoảng qua đây cắt cỏ chứ. Thôi. Ở đây cắt nãy nhìn ghê lắm. Không giờ tôi về ông ở đây đi. Dạ. Cứ lưỡi liềm cho tôi. Có lưỡi liềm hả? Cái liềm con để ở đó. Thôi tôi đi về nha, ông đó đi. À, mai qua cắt cỏ nha chú ơi. Thôi. Vậy con chào chú nha. Đó rồi cái thân con gái vậy đó, rồi ở một cái nơi quan vắng như thế này đó thì cô chú anh chị cũng muốn tạo điều kiện. Nhưng mà trước tiên là chị cần phải cho em biết địa chỉ nhà của chị để em xuống dưới nhà của chị đón gái chị lên luôn, chịu không? Người ta hỗ trợ ăn uống nhà cửa luôn, đi làm công ăn chuyện làm luôn. Chứ mấy ngày hôm nay tiếp xúc với chị thì thực sự em cũng chưa giúp được chị cái gì. À, tại vì em cũng không biết cái nguồn gốc, cái gia thế, cái gia cảnh như thế nào và cái lời của chị nói đúng hay sai, thật hay giả để mà mình bắt đầu câu chuyện mình giúp đỡ. À, bây giờ vậy đi, chị vô, chị biết chữ không? Thì chú ghi cho em cái tờ giấy chính xác cái địa chỉ ở nhà để em xuống dưới nhà nha. Rồi trong cái thời gian tối nay mình ra phòng trọ hay là kiếm một cái chỗ nào đó ở tạm đi, chứ không có ở đây nữa. Con gái nữa mà ở đây ban đêm ban hôm lỡ có chuyện gì xảy ra thì không ai chịu trách nhiệm nổi ha. Sao có vẻ trầm tư vậy? Mà chị có thường bị mộng du như vậy không? Ủa rồi đi chân không vậy luôn á? Dép đầu kiếm. Thôi rồi. Nếu mà có tiền có điều kiện ở một cái không gian quang đãng như thế này thật sự rất là tích cả nha. À, có điều kiện á, không có lo tới cái vấn đề cơm áo gạo tiền. À, cái vấn đề cuộc sống nữa, ra những cái nơi đồng ruộng như thế này sinh sống quả là một cái điều tuyệt vời cả nhà. Tự nhiên cái đứng dậy cái đi vô luôn, chắc là đi vô cái nhà tranh vách lá. Ủa rồi chị Hương từ sáng giờ Hương ăn gì chưa Hương? Ôi cái âm thanh gì đó cả nhà. Cái âm thanh gì đó là lạ cả nha.
Ồ sao có vẻ nặng nề vậy trời? Mặt mày sao có vẻ nặng nề vậy Hương ơi? Nhức đầu quá. Nhức đầu hả? À thôi bây giờ anh nói Hương vậy nè. À, bây giờ mình gom đồ đạc, soạn đồ đạc đi Hương. Rồi anh dẫn em ra cái khu vực là nhà trọ. À, ở tạm ở đó vài ba ngày đi. Rồi nếu mà sắp xếp được công việc thì sao lắc đầu trời? Thôi, chết sống gì em cũng ở đây hết á, không đi đâu. À, anh muốn biết lý do tại sao em lại ở một cái nơi này, quyết định ở lại đây. Chưa đi được. À, em có thể cho anh một lý do không? Mấy ngày hôm nay anh cũng khá là quan tâm tới Hương. Anh cũng muốn giúp đỡ Hương rất là nhiều. Em phải cho anh biết một lý do. Giống như mà giấc mơ hôm qua em nằm mơ. À, ngày hôm qua em có chia sẻ em nằm mơ có một cái giấc mơ. Có một cái ông tóc trắng và có cặp răng năm đó hả? Dạ. À, thì có liên quan gì tới câu chuyện em rời khỏi nơi này? Không cho đi. Ai không cho đi? Ổng. Ồ, hôm qua em đã cúng gà rồi mà. À, vậy có nghĩa là Hương quyết định ở lại đây hả? Nhưng mà ở lại đây tới chừng nào hay là như thế nào á? Hay là có ý định gì hay như thế nào đó, cúng kiến hay như thế nào đó để mình đi, chứ không để là ổng nói không cho đi là mình ở đây. Không biết. Em có nói chuyện với ổng được không? Ôi trời ơi. Căng thẳng cả nhà. Được rồi, để anh suy nghĩ đôi phút. Ô trời ơi. À, cái câu chuyện ngày hôm qua thì Nhật Nam nghĩ là một cái vấn đề nó không thật và chỉ là một cái giấc mơ thôi. Và cái giấc mơ đó chắc chắn một điều nó không ảnh hưởng tới cô gái tên Hương này. Nhưng mà ngày hôm nay thì cô Hương nói là cô Hương không di chuyển ra ngoài nữa và quyết định ở trong cái căn chòi lụp sụp này. Và cái lý do thì nó lại liên quan tới cái giấc mơ của cô gái ấy vào hôm qua, là gặp một cái ông gì đó có cặp răng nanh dài. Thì quý vị khán giả là những cái người am hiểu, có thể đây là một cái câu chuyện tâm linh hoặc chỉ là một giấc mơ thì thôi. Quý vị khán giả có thể là để lại những cái bình luận để chia sẻ giúp Nhật Nam TV coi cái câu chuyện này như thế nào, và chúng ta có thể là hỗ trợ cho cháu, xin lỗi, cho bé Hương, cho em Hương như thế nào. Thực sự mà nói thì em cũng cố gắng hết sức để là kiếm được cho em ấy một cái chỗ ăn, chỗ ở, một cái việc làm. Nhưng mà lúc này em ấy lại từ chối cái vấn đề là đi ra ngoài. Hãy để lại bình luận góp ý giúp cho Nhật Nam khai thông cái câu chuyện này như thưa cả nhà.